Các bạn đang nghe câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, quyển 4, Cửu Tuyền U Minh. Chuyện do Nguyễn Thành diễn đọc, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này, cũng như nhiều câu chuyện hay của Nguyễn Thành đọc trên kênh. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương 6, kết thúc của khởi đầu. Hồi thứ nhất, nhiễu động khí. Thằng Hư Lần xả thân lao đi, cổ châm đến xương cá, đốt đầm lầy tích tụ khi mê tan dưới đáy động. Vụ nổ của thể khí màu đen tạo thành nấm mây khổng lồ rồi ngược lên bầu trời. Hồi từ mạc hồi như đứt lìa từng khúc ruột. Lúc này, không biết số bom trên tàn tích của chiếc máy bay nằm kèn ở vết nứt trong khe núi có phát nổ hay không. Chỉ thấy trên cao cũng bắn ra một quả cầu lửa khổng lồ. Tần suất phóng thích nhiệt và mật độ khói trong huyệt động trong phút chốc đã tăng đến kịch điểm. Ba người còn sống sót bị dòng khí đẩy ngã lăn ra phía sau. Trong lúc ngạt thở, họ vẫn kịp nhìn khe núi đã bị nứt toác một khoảng rộng. Còn quái vật khắp người toàn mắt đang bò trên núi, một phần cơ thể giống như dâu rễ sa xuống núi từ. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã bò lên và rút người khỏi khe núi. Lòng núi nứt vỡ, chẳng thể nào cầm chân được nó. Ba người thấy nhiệt độ trong huyệt động quá cao, không thể tiếp tục dung thân được nữa. Họ đều biết giờ không phải lúc buồn thương, nên đành nén nỗi đau, chui qua huyệt động gần đó, rời khỏi lòng núi. Lúc này, mọi người thấy trọng tâm ngọn núi bị nghiêng sang một bên. Dường như núi tử chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của vụ nổ. Nó lệch ra khỏi dòng thủy thể 30 độ vĩ bắc. Bỏ quái vật nửa người nửa cá trong động đều tháo chạy tứ tán. Từ Ma Khôi, Hải Ngọng và Cao Tư Dương lồm ngồm dùng cả tay lẫn chân bò ra khỏi lòng núi. Họ phát hiện mình đang ở rất gần đỉnh núi thứ ba. Vì cơn chấn động nên núi tử dưới lòng đất nghiêng hẳn sang một bên. Nó lệch khỏi vị trí ban đầu trong những con sóng cuồn cuộn điên cuồng. Biên độ nghiêng của ngọn núi khá lớn, nên mọi người đang nằm dạp trên đỉnh núi cũng khó bề di chuyển. Khoảng cách từ chỗ họ đến vị thần cổ hình cây khổng lồ chỉ khoảng mấy chục mét, nên cả hội thấy rõ vị thần cổ đang thò vô số cánh tay quái dị dài ngoằng và khô quắt về phía ba người như muốn tóm lấy họ. Từ Mạc Hồi hãi hùng muốn xỉu. Họ biết nếu không bị núi từ hút phần lớn xương đen bao quanh người vị thần cổ thì họ chẳng bao giờ nhìn thấy chân tướng thật sự của nó. Lúc thường chỉ cần liếc nhìn nó một cái là lập tức bị nhấn chìm vào động không đáy hư vô, vĩnh viễn không thể thoát ra nổi. Nếu chỉ dựa vào thân xác phàm trần thì tuyệt đối không thể chống cự được nó. Giờ cả hội đành liều chết, không ngừng di chuyển trên sườn núi nghiêng. Lúc này ngọn núi đột nhiên rung chuyển dữ dội. Hồi từ Mạc Hồi quay cuồng đầu óc, không rõ lại sắp xảy ra biến cố gì. Mọi người nhìn xuống dưới núi, nhờ tia lửa điện phát ra từ tầng mây trên cao, họ thấy trên mặt biển đen mênh mông xuất hiện một hố xoáy lớn. Có khả năng phía dưới dòng thủy thể 30 độ vĩ bắc tồn tại một không động. Lượng nước lớn đang không ngừng trút như thác đổ vào trong lòng nó. Sau khi núi từ bị xê dịch vị trí, nó trôi nổi đến đây và cũng bị cuốn vào hố xoáy. Ngọn núi từ rất đồ sộ, tuy không bị hút vào vực sâu, nhưng nó cũng không thể thoát khỏi dòng xoáy mãnh liệt. Nó xoay chuyển theo dòng chảy mạnh đến nỗi không thể cưỡng lại. Vị thần cổ giống như thân cây khổng lồ, chỉ chăm chăm muốn nuốt hết hội Từ Ma Khôi. Nếu không để ý đến những chấn động trong lòng núi, nó lỡ chân rơi xuống hố xoáy. Tuy sức nó rất mạnh, nếu cũng bị dòng nước cuốn vào vực sâu. Có điều nửa thân của nó vẫn mắc vào núi tử, không thể thoát ra nổi. Nó chỉ biết bám lấy núi tử, không ngừng xoay vòng trong cơn tuyệt vọng khôn cùng. Vài ngày nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn bị xóa mất ký ức và trở thành một khối thịt mục nát vô tri vô giác. Hồi từ Mạc Hồi nằm dạp trên đỉnh núi, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, chẳng ai ngờ kết quả này lại xuất hiện. Nếu không phải vụ nổ khiến núi tử xê dịch khỏi vị trí ban đầu và con quái vật toàn thân làm mắt kia chỉ mải đuổi theo để nuốt đội khảo cổ, thì nó đã không rơi vào bước đường cùng này. Giờ đây, còn quái vật khác thường bất tử bất diệt dưới Cửu Tuyền này. Tuy thân xác còn tồn tại, nhưng toàn bộ ý thức sẽ bị núi tử xóa sạch. Có lẽ đó mới là cái chết thực sự đối với nó. Ba người tự biết mình cũng chẳng thể trốn thoát, sang mặt ai cũng xám quét. May mà đại sự đã định,
coi như sự hy sinh của bao nhiêu con người đã không trở nên vô ích. Cả Thư Dương đột nhiên nhớ ra một việc không hay. Trên đảo Âm Sơn còn có rất nhiều cương thi nửa người nửa cá. Nếu chúng ăn thịt Entropy, dẫu chỉ một, hai con trốn thoát ra ngoài cũng đủ gây ra hậu họa khôn lường. Từ Mặc Hồi lắc đầu, anh bảo: quanh khu vực núi Âm Sơn, toàn bọn xác chết biết đi đã thoái hóa, trong khi Entropy chỉ khống chế được những sinh vật sống. Thế nên dẫu chúng có ăn thịt vị thần cổ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Huống hồ chúng cũng không thể rời khỏi núi tử. Chẳng bao lâu nữa, luồng điện sinh học giống như âm hồn tồn tại trong cơ thể vị thần cổ hình cây kia cũng sẽ bị núi tử dưới lòng đất xóa bỏ triệt để. Mà thứ bị xóa bỏ ấy vạn kiếp sẽ không thể phục hồi được nữa. Bởi vậy, chúng ta không cần lo đến hậu họa đó. Ba người nằm phủ phục trên đỉnh núi, nhớ đến chuyện của Thắng Hương Lân mà tim như giò từng giọt máu, ai cũng nuối tiếc, đau đớn khôn nguôi. Hải Ngọng ngậm ngùi bảo Tư Mắc Khôi: Hương Lân chỉ đi trước chúng ta một bước thôi, dẫu sao cũng chẳng thể thoát ra khỏi đây được. Nhờ phải biến thành lũ cương thi giật giờ trong núi Âm Sơn, thả ta cứ nhảy xuống đây chết cho thống khoái. Lời còn chưa dứt thì cả hồi thấy sương mù dày đặc trên đỉnh đầu cũng xuất hiện hố xoáy. Thì ra ngọn núi từ cao hơn mặt nước chừng 100 mét, lúc nó chuyển động trong hố xoáy đã tạo ra một luồng khí xoáy tròn, khiến màn sương vô biên bao phủ trên cao cũng thay đổi theo. Lúc này phía dưới là sóng dữ vỗ ầm ầm, phía trên là sương mù bủa vây cuồn cuộn. Nước biển và sương mù tạo thành một hố xoáy khổng lồ và đen ngòm, chẳng thể phân biệt ranh giới đâu là nước, đâu là sương. Dòng khí nhiễu động mãnh liệt xoay bay tất cả mọi vật ở những nơi nó đi qua, thổi vạt áo kêu phần phật, chỉ e hễ buông lỏng tay một chút là sẽ bị dòng khí nhiễu động cuốn phăng lên không trung. Từ Mặc Hồi hạ kính chắn gió trên mũ bấc pít hem mét xuống, anh thấy trong quầng sương dày đặc trên cao lộ ra một cửa hang lớn. Quầng khí khổng lồ đang không ngừng vần vũ theo hướng đi lên trên. Anh bất giác loe lên một ý tưởng, càng nghĩ càng thấy đây đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp. Đồ khảo cổ chẳng có lý do gì phải chịu chết dưới lòng đất, tuấn táng theo Entropy. Nếu đã không thể thoát khỏi cái chết thì sao ta không mạo hiểm thử liều một phen. Cả Từ Dương thấy Từ Mặc Hồi nhìn lên cửa động trong sương mù, cô định nói: anh đừng nghĩ hồ đồ, dòng khí nhiễu động tuy mạnh nhưng cũng không thể cuốn người lên trên cao như thế đâu. Ngạt nỗi, cô không thể thốt thành lời nên cứ khoa tay múa chân ra hiệu. Từ Mặc Hồi chỉ tay về phía tàn tích chiếc máy bay ở gần đỉnh núi, ra hiệu cho Hải Ngọng và Cao Tư Dương đừng hỏi nhiều, chỉ cần đi theo anh là được. Ba người khó nhọc di chuyển trong dòng khí nhiễu loạn, bò lên sườn núi nghiêng nghiêng, lắc lư chao đảo. Cuối cùng họ cũng tiếp cận được tàn tích một chiếc máy bay mà vẻ ngoài có vẻ còn nguyên vẹn nhất. Đó là một chiếc máy bay trực thăng kiểu cũ bị núi từ hút vào đây. Hải Ngọng chợt nhớ đến vụ chiếc máy bay tiêm kích của không quân Anh bị mắc kẹt trong đám dây leo ở khe núi Miến Điện. Đội thám hiểm đã lái nó chưa xuống vực sâu. Anh cứ ngỡ Từ Mặc Hồi định thực hiện lại pha ấy. Nhưng chiếc tiêm kích vận tải kia là loại máy bay có kết cấu toàn bằng gỗ hiếm, khả năng bảo tồn rất cao. Thêm vào đó, khe núi Giã Nhân sâu hơn 2.000 mét, địa hình khoáng đạt, rộng rãi, dễ phát sinh hiệu ứng nhà kính, nên họ mới có thể hạ cánh bình an vô sự. Còn chiếc máy bay này đã bị núi từ hút chặt, huống hồ toàn bộ khung máy đã han rỉ nghiêm trọng. Dẫu trong mơ, cũng chẳng dám hy vọng nó có thể chở được người mà bay lên. Hải Ngọng tự nhận mình là người dám nghĩ dám làm, nhưng anh vẫn chưa đủ độ điên khùng như Từ Mặc Hồi để nghĩ ra ý tưởng kỳ quặc ấy. Rõ ràng Từ Mặc Hồi đã bị chủ nghĩa mạo hiểm điển hình và chủ nghĩa liều mạng điều khiển mất rồi. Nghĩ vậy, Hải Ngọng vội vàng xua tay can ngăn: muốn đi thì các cậu cứ đi, khó khăn lắm mới bị giật chết một lần, sao không chọn cách chết nào bình thường một chút cơ chứ? Cao Tư Dương lại cho rằng có thể do Từ Mặc Hồi quá đau lòng trước cái chết của Thắng Hương Lân nên đầu óc nhất thời hồ đồ. Cô định đến gần ngăn cản anh không nên làm những việc vô nghĩa ấy. Từ Mặc Hồi biết nếu không nhanh chân thì thời cơ sẽ vụt mất, nên anh không kịp giải thích cho mọi người hiểu. Anh bỏ vào trong khoang máy bay, lật tung đồ đạc như muốn tìm thứ gì đó. Tìm mãi không có kết quả, anh lại chui vào trong xác một chiếc máy bay khác,
Cuối cùng cô lôi ra được một cái bao khá lớn. Sau khi phủi lớp bụi bên trên đi và xác nhận lại lần nữa, anh mới gỡ nó ra. Hải Ngọc thấy hành động kỳ lạ của Tư Ma Khôi thì lại liền gần giúp một tay. Sau khi cởi hết các nút thắt, anh mới nhận ra và ngạc nhiên kêu lên: "Dù thoát hiểm!" Tư Ma Khôi chỉ về phía cửa động trong sương mù rồi bảo: "Có thoát được khỏi đây hay không, còn phải xem cái dù này hữu dụng đến đâu nữa." Tư Ma Khôi tìm thấy dù thoát hiểm trong xác một chiếc máy bay. Thực ra đó chỉ là loại dù cứu sinh không quân thông dụng, không phải loại chuyên dụng dành cho lính dù. Lỡ không kéo tung được cánh dù chính thì còn có cánh dù dự bị. Nó sẽ giống như con diều, được theo dòng khí nhiễu động đưa cả hội lên cao. Chỉ ít sẽ rời được khỏi núi Từ. Cơ hội sống chỉ còn nằm trong khoảnh khắc này mà thôi. Nếu lỡ xảy ra sai sót gì thì cùng lắm là chết. Bởi vậy đội khảo cổ cũng chẳng thèm bận tâm xem dù cứu sinh có chịu nổi trọng lượng của ba người hay không. Tư Ma Khôi lập tức gỡ bao dù, ra hiệu cho hai người còn lại quấn dây thật chắc. Hải Ngọc đã hiểu ý đồ của Tư Ma Khôi. Anh biết Tư Ma Khôi muốn thả con diều người, nên lập tức ra tay túm lấy dây dù. Cặp Tư Dương hơi do dự. Cô thấy cách này tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng rất đáng để liều một phen, nên cô cũng làm theo cách của hai người bạn đồng hành. Ba người vừa buộc dây dù vào người xong thì dù thoát hiểm đã bị dòng khí nhiễu động cuốn lên cao. Không khí thổi căng cánh dù, chỉ nghe bùng một tiếng, dây dù đã bị kéo thẳng đứng. Đưa ba người lắc la lắc lư nâng dần lên cao. Họ cuống quýt bám chặt dây dù, mọi người tự lấy khăn tay che mũi. Chỉ nghe dòng khí kêu ù ù bên tai. Dù cứu sinh treo lơ lửng giữa tầng không, xuyên qua hố xoáy khổng lồ, xoay tròn trong màn sương mù dày đặc và bay bồng bềnh lên cao. Trong hố xoáy khổng lồ dưới lòng đất, chiếc dù chẳng khác nào phiên lá nhỏ bé và mong manh, chao đảo giữa cơn lốc điên cuồng. Từ phía là dòng nước mênh mông và màn sương quánh đặc, nhiều vĩnh viễn chẳng thể xua tan. Từ Ma Khôi thấy dù thoát hiểm đã bay lên cao, anh cúi đầu nhìn xuống và thấy vô số con mắt tuyệt vọng, vô hồn dưới vực sâu đang trừng mắt dõi theo đội khảo cổ. Nhưng chẳng bao lâu sau, màn sương mù dày đặc đã che khuất tầm nhìn của anh. Tất cả đều bị bóng tối hư vô nuốt chừng, vạn vật lại trở về với hỗn độn. Mọi chuyện từng trải qua trước đây chỉ giống như một cơn ác mộng kinh hoàng kéo dài đằng đẵng. Lúc dù thoát hiểm tiếp cận phần đáy lớp vỏ chai đất thì dòng khí nhiễu động trong núi Âm Sơn bắt đầu suy giảm đột ngột. Dù cứu sinh không thể nâng đỡ được trọng lượng ba người, nó nghiêng sang một bên rồi mắc vào các nhũ đá lởm chởm. Phía dưới chỗ dù mắc lại là sương mù mênh mang. Chỉ cần hội Tư Ma Khôi hơi mạnh tay mạnh chân một chút là dây dù sẽ đứt và rơi xuống. Thân mình cả ba người treo lủng lẳng giữa không trung, chẳng ai dám thở mạnh. Tư Ma Khôi biết giờ không phải lúc được phép chậm trễ. Anh hít sâu một hơi, thò tay rút thanh kiếm cổ gài sau lưng Hải Ngọng, tự cắt dây dù trên người mình, rồi thi triển tuyệt kỹ bò cặp đào đầu leo tường, bò gần theo sợi dây lên trên, sau đó chui vào khe nứt trên đỉnh động gần đó, kéo dây thừng lại gần và đưa hai người bạn cùng bò vào trong động. Khe nứt ở nơi sâu dưới lớp vỏ chai đất cũng được hình thành do vụ nổ dữ dội khi nãy. Đá vụn quanh đó vẫn không ngừng rơi xuống rào rào. Ba người rời khỏi chiếc dù cứu sinh đang mắc vắt vẹo giữa không trung. Khe nứt phía sau lưng họ đã bị khép lại trong cơn rung chuyển mãnh liệt. Họ đành tiếp tục di chuyển xuôi theo địa thế hang động, bò sâu vào trong khe đá. Lúc ấy chân động mới dần dần lắng xuống. Mình mẩy ba người bất giác ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào, tay chân không ngừng run rẩy. Cả hội nằm dàm trên mặt đá lạnh lẽo, chẳng thể nhúc nhích được nữa. Tư Ma Khôi cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm. Trong lúc mê man mơ hồ và niềm tâm sự dâng đầy, anh nhớ đến lúc đội quân biến điện Cộng Hòa bị tan rã, mình theo đội thám hiểm tiến vào núi Gia Nhân đi tìm tung tích chiếc máy bay tiêm kích vận tải, rồi bị bom địa chấn đưa đến tòa thành cổ ở nơi sâu hơn. Sau đó bắt đầu chạm trán với nấm mồ xanh. Vì muốn vạch rõ chân tướng của u hồn này, anh đã theo đội khảo cổ do giáo sư Tống Tuyển Đông dẫn đầu thâm nhập kính viễn vọng lốp no, lần theo manh mối bước chân vào rừng rậm nguyên sinh đại thần Đông Giá, xuyên qua biển âm dụ và thủy thể 30 độ vĩ bắc,
rồi đến miếu thần đặt tấm bia đá bái giả ở dưới cửu tuyển. Nhưng ngày tháng bất thường đã trở thành qua đỗi bình thường với anh. Suốt dọc đường bao nhiêu người đã chết, cái giá phải trả để tìm ra ẩn số quả thực quá đắt. Nhưng mong rằng tất cả những sự hy sinh ấy đều được đáp đền xứng đáng. Nghĩ đến đây, nỗi buồn từ đâu bất giác ùa đến, nhấn chìm anh xuống bể đau thương. Mãi lâu sau, anh mới bình tâm trở lại. Hình ảnh Thắng Hưng Lân lao mình vào màn đêm mênh mông trong động tối không ngừng hiện lên trong trí não anh. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, đau đớn và thổn thức. Hết hồi một. Hồi thứ hai, lạc đường. Ba người mê man hồi lâu dưới lòng đất. Mãi lâu sau, họ mới tỉnh dậy bởi cơn đói cồn cào. Dẫu sao cũng đã giữ được cái mạng trở về. Giờ đây, đi bước nào tính tiếp bước ấy vậy? Hải Ngọng nói với Tư Ma Khôi. Chúng ta đã sống được đến ngày hôm nay thì xem ra trời cao cũng có đức hiếu sinh. Ông trời chẳng nhớ để con sẻ mù phải đói khát. Bởi vậy bây giờ, dẫu gặp khó khăn hơn nữa thì cũng phải tìm cơ hội trốn thoát, rồi báo cáo hết mọi chuyện với cấp trên. May ra lại được mấy suất nhật sĩ cho những anh em trong đội khảo cổ bị gặp nạn. Người xưa có câu: vì dân quên mình, tổ quốc ghi công. Chỉ lấy mỗi cây danh hiệu chắc không có gì quá đáng đâu nhỉ. Từ Ma Khôi gạt ngay. Cậu mau đào thải ngay mấy tư tưởng đó đi. Tiết lộ chuyện này ra ngoài chỉ tổ rước vạ vào thân. Nhớ rằng sau này chỉ trời biết, đất biết và ba chúng ta biết mà thôi. Không được hé môi với bất kỳ ai, nghe chưa? Hai Ngọng dầu dĩ. Không nói thì thôi, nhưng chỉ ít ta cũng phải thắp nén nhang, đốt chút tiền giấy cho họ và chiếc thanh minh chứ. Nếu không, còn ai nhớ đến họ nữa à? Từ Mặc Hồi nghe mà lòng không khỏi ngậm ngùi. Anh thấy Hải Ngọng nói rất đúng. Phải có người nhớ đến đội khảo cổ từng thâm nhập thế giới ngầm dưới lòng đất này chứ. Cao Tư Dương đứng cạnh thở dài. Ai, hai anh nghĩ đi đâu thế? Bây giờ chỉ còn mấy ngọn nến xương cá, không nước, không lương thực, không súng ống đạn dược. Ngay các vật dụng như đồng hồ cũng bị núi từ hút mất rồi. Bị nhốt dưới lòng đất tối như hũ nút thế này, làm sao mà thoát ra được chứ? Từ Mặc Hồi trấn tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn ngó tứ phía xung quanh rồi nói: trước tiên phải kiểm tra xem chúng ta còn những vật dụng gì, sau đó sẽ nghĩ cách tiếp. Ba người tự kiểm tra ba lô của mình một lượt, hầu như chẳng còn thứ gì, chỉ sót lại cái mặt nạ phòng độc hình mang cá do Liên Xô chế tạo, nửa hộp diêm chống ẩm, hai túi muối, một chiếc la bàn không thể chỉ hướng nam. Ngoài thanh kiếm cổ thời Sở ra thì chẳng còn vật gì đáng giá. Cao Tư Dương vô cùng tuyệt vọng khi đội khảo cổ bước chân vào rừng rậm dưới lòng đất đến biển âm dụ. Tuy trang thiết bị không mấy hiện đại, nhưng chỉ ít cũng khá đầy đủ. Nào là đèn đuốc, đạn dược, lương thực, pin đèn. Nếu bây giờ đi ra chỉ có hai bàn tay trắng, lại chẳng thể phân biệt nổi phương hướng, thì làm gì còn hy vọng sống sót thoát khỏi đây. Từ Mặc Hồi từng trải qua bao hành trình gian nan, nguy hiểm. Trước đây anh cũng từng vượt cực vực sâu thăm thẳm trở về mặt đất. Bởi vậy anh chẳng hề lo lắng trước những khó khăn mà Cao Tư Dương vừa nói. Lòng đất là nơi vào thì khó, nhưng ra thì khá dễ dàng. Độ dày của lớp vỏ trái đất áng chừng 8.000 đến 10.000 mét. Cứ cho nhiều nhất 10 km là cùng. Nếu từ mặt đất chui xuống mà không có bản đồ thì chỉ có cách lần theo các huyệt động bị mạch nước ngầm ăn mòn để đi xuống tầng vỏ. Nhưng hệ thống sông ngòi dưới lòng đất phân bố chẳng chịt, chẳng khác nào mạng nhện. Trong quá trình mạch nước ngầm chảy xuống dưới, nó liên tục bị tầng đáy nuốt chừng. Nên nếu cứ đi theo mạch nước ngầm thì rất dễ đâm đầu vào ngõ cụt. Nhưng giờ đây mọi người đang ở sâu dưới lớp vỏ trái đất, muốn đi lên lại không đến nỗi khó khăn lắm. Bởi dòng thủy thể 30 độ vĩ bắc lúc nào cũng cuộn trào chẳng dứt. Chắc chắn có rất nhiều dòng sông ngầm ăn thông ra biển. Mạch nước ngầm không tự nhiên sinh ra, tất cả đều chảy từ trên mặt đất xuống. Chỗ nào có nước thì ắt sẽ thông với các dòng sông ngầm. Còn hang động không có nước, đa phần cũng đều được hình thành do từng bị nước ngầm ăn mòn dần dần hết năm này qua tháng khác. Chỉ cần lần theo những dấu vết ngoằn ngoèo lượn sóng giữa địa mạch và các tầng đá, rồi đi ngược lên trên thì kiểu gì cũng tìm được lối ra. Khó khăn lớn nhất bây giờ là thiếu lương thực
và dụng cụ chiếu sáng. Có điều Tư Ma Khôi lại thông hiểu tướng vật. Hơn nữa, anh còn đọc khá kỹ cuốn cổ tịch biệt bảo bí mật của Triệu Lão Biệt, nên anh chắc chắn sẽ tìm thấy vài loại nấm dưới lòng đất và đá quặng phát sáng trong lúc đi đường. Do vậy, dọc đường đi vẫn tiềm ẩn rất nhiều hiểm nguy, đặc biệt là các loại tai nạn địa chất. Tần suất xảy ra tai nạn địa chất ở đây nhiều gấp mấy lần trên mặt đất. Nhưng chỉ ít, nhu cầu sinh tồn của ba người rất mãnh liệt, nên họ không hề bận tâm đến những trở ngại và hiểm nguy ấy. Lúc này, cả hội chỉ còn đến xương cá dùng để chiếu sáng. Họ đứng dậy, lần mò dưới lớp vỏ chai đất để tìm lối ra. Tư Ma Khôi biết việc đầu tiên cần phải giải quyết chính là dụng cụ chiếu sáng. Nếu đến xương cá mà cháy hết thì chẳng thể hy vọng mò mẫm trong bóng tối mà thoát ra khỏi đây được. Nghĩ vậy, anh không dám chậm trễ. Đầu tiên anh cố gắng phân biệt hướng nước ngầm, rồi tìm thấy một huyệt động có nước ngầm chảy qua. Khắp nơi trong động toàn là tinh thể đá vôi hình cầu, nòm giống như những cây nấm hóa thạch. Chỉ cần dẫm chân lên là chúng nát vụn và chảy ra thứ bột mịn phát sáng. Nếu bôi nó lên người hoặc lên xương cá thì có thể dùng làm vật chiếu sáng. Đây chính là thạch trùng, được ghi chép trong cổ tịch biệt bảo. Nó thường xuyên xuất hiện ở tận cùng của những dòng sông ngầm đã hình thành từ hàng vạn năm trước. Anh vội bảo mọi người bốc lấy một ít, cất trong ba lô dự phòng lúc đi đường cần dùng đến. Ở sông ngầm, chỉ cần không phải suối nước nóng thì thông thường đều có từng bầy cá bơi lượn trong làn nước dưới lòng đất. Ba người lội xuống lòng sông, bắt mấy con lên ăn cho đỡ đói, rồi tiếp tục xuôi theo hang động có sông ngầm chảy qua, tiến về phía trước. Dọc đường họ hái nấm và bắt cá mù trong hang động làm thức ăn. Hoang vật trong lớp vỏ chai đất rất ít khi tồn tại đơn độc. Chúng thường tập hợp lại một chỗ theo quy luật nhất định. Trong đó đá vôi chính là thể tổng hợp của khoáng vật thiên nhiên. Nó thường được hình thành do một hoặc nhiều loại khoáng vật tập hợp lại. Bởi vậy, căn cứ vào độ sâu khác nhau trong lớp vỏ chai đất thì sự phân bố của tầng đá vôi cũng tồn tại những điểm khác biệt khá rõ rệt. Một phần trong số chúng được cấu thành từ thủy tinh núi lửa, chất kết dính và di thể của các loài sinh vật. Hồi Tư Ma Khôi men theo hang động có dòng nước ngầm chảy qua, từng bước tiến lên phía trước. Suốt dọc đường, họ nhìn thấy gần sông ngầm có rất nhiều loài mỏ quặng như mỏ bạch kim thiên nhiên, mỏ đồng thiên nhiên, mỏ than chỉ, fluorite, pyrite, corundum, mica. Chúng phân bố tầng tầng lớp lớp dưới lòng đất. Sông ngầm thường có nhánh rẽ, lúc rộng lúc hẹp, khi êm ả, khi chảy xiết. Muốn tìm lối ra trong hệ thống sông ngầm dưới lòng đất giống như mê cung này cũng không phải chuyện dễ. Hải Ngọng đưa ra ý kiến, men theo nơi tập trung mỏ quặng mà đi. Dẫu trên mà có bao nhiêu đá quý làm đồ bồi táng thế này thì cũng coi như hòa vốn. Tư Ma Khôi phát hiện trong dòng sông ngầm có mấy con cá, nòm chúng không giống loài cá mù thân mình dài mảnh bé nhỏ trong hang tối. Loài cá này thân dài, mình dẹt, đầu nhọn, miệng rộng, đuôi thẳng, trên người còn có các vằn màu đen bất quy tắc. Chất thịt tươi ngon, béo mỡ màng. Đó là loài cá nước ngọt sống trong các dòng hà lưu nơi rừng rậm. Anh đoán con sông ngầm này chảy tới một cánh rừng nào đó trong khe núi. Bây giờ mọi người cứ ngược theo nhánh sông này lên thượng nguồn. Nếu lại gặp loài cá mù hang động ở đó thì quay lại đây tìm đường khác. Để giảm bớt sự ảnh hưởng của địa áp, ba người không dám đi quá nhanh. Họ thong thả lội ngược dòng nước, lúc đi lúc nghỉ. Dưới lòng đất chẳng thể phân biệt được ngày và đêm, cả hội cũng không rõ mình đã đi bao xa. Chỉ biết cuối cùng họ phải lặn qua một hang động bị ngầm hoàn toàn trong nước. Sau khi lặn sang đến bờ bên kia, sự ảnh hưởng của địa áp đã giảm đi rõ rệt. Địa hình ở đây trở nên vô cùng khoáng đạt. Trong tầm mắt toàn là cây rừng tùm, cao to sừng sững, khắp nơi mọc đầy hoa thơm cỏ lạ, các phiên lá to bản đến kỳ lạ. Độ cao của các loài thực vật ở đây dễ phải trên mấy chục mét. Do lượng nước trong rừng vô cùng dồi dào, nên thảm thực vật được chia thành rất nhiều tầng, tầng nọ đan cài bao trùm lên tầng kia. Vô số loài cây dù chùm rễ hình trụ buông thõng giữa không trung, dây leo đan cài chẳng chịt từ gốc cây nọ sang gốc cây kia, tạo thành một bức mảnh khiến người ta khó lòng xuyên qua nổi.
Hai bên bờ sông ngầm đều là loài thực vật tầm gửi hoặc thực vật hồ sinh. Trong bụi cây cách chỗ Từ Ma Khôi đứng không xa, bỗng xuất hiện một con rắn lớn. Nó thò đầu nhả khí thành mây, khiến lũ chim dừng kinh sợ. Chúng vừa kêu inh ỏi vừa túa ra bay tan tác. Tiếng kêu vang vọng mãi bên tai, phá vỡ màn tĩnh lặng vốn có của khu rừng nguyên sinh. Ba người thấy tình hình quái dị trước mắt, lòng cũng bất giác dần dần. Hang động quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời này, rõ ràng vẫn ở dưới lòng đất, thì làm sao có thể tồn tại cả cánh rừng nguyên sinh rậm rạp rừng này được? Chả lẽ quanh vành đai 30 độ vĩ bắc lại có một nơi như vậy ư? Từ Ma Khôi cảm thấy không khí trong rừng ẩm ướt, oi nóng. Tuy điều kiện nguồn nước và thổ nhưỡng rất phù hợp để thảm thực vật ở đây phát triển sinh sôi, nhưng trong môi trường không có ánh sáng mặt trời thì các loài thực vật cũng không thể sinh trưởng. Lẽ nào mọi người vẫn chưa thoát khỏi ảo ảnh trong động không đáy do entropy tạo ra sao? Anh bám vào các sợi dây leo, trèo lên đỉnh ngọn cây, thấy vách đá dựng đứng bao vây tứ phía. Ngửa mặt nhìn lên thì thấy một đường chân trời. Chẳng rõ bao lâu rồi ba người họ chưa được nhìn thấy bầu trời thật sự. Bị nhốt ở dưới này khác gì âm dương cách biệt đâu chứ. Họ đứng chân người hồi lâu, mãi mới nghĩ đến việc phải đi tìm đường rời khỏi khe núi sâu. Để tránh côn trùng độc và thu dữ, hồi Từ Ma Khôi bện củi khô thành bó đuốc đơn giản. Di thể thực vật đa hóa than được chôn ủ ở đầu nguồn con sông ngầm đều là chất dễ cháy, chỉ cần châm lửa là có thể dùng để phòng thân và chiếu sáng. Mọi người mò mẫm đi xuyên qua cánh rừng rậm rạp. Họ phát hiện đây là một khe núi sâu bị dòng hà lưu chia cắt. Độ sâu của nó phải xấp xỉ ngàn mét, địa hình kiểu thắt cổ chay, trên hẹp dưới rộng. Từ ngàn vạn năm trước, dòng hà lưu ở tầng địa biểu dần dần hạ thấp rồi trở thành dòng sông ngầm chảy qua khe núi kéo dài ngàn mét như hiện nay. Thêm vào đó, không khí dưới lòng đất nóng ẩm cho phép các loài thực vật từ trên cao rơi xuống tiếp tục sinh sôi nảy nở và hình thành nên cánh rừng rậm rạp tùm ở nơi này. Do hai vách đá cao vút chắn sừng sững hai bên, ngay cả chim cũng khó lòng vượt qua, để các loài gia thú bị dòng khí cuốn vào đây không thể thoát ra ngoài được nữa. Chúng buộc phải sinh tồn và sinh sản trong khe núi cách biệt hoàn toàn với thế giới này. Cũng nhờ vậy rất nhiều loài động vật quý hiếm trong giới tự nhiên được bảo tồn đến tận bây giờ. Con người cũng khó lòng mà đặt chân tới đây được. Khe núi sâu thăm thẳm giống như một cái bẫy của tự nhiên. Dòng sông ngầm chảy xuyên qua lòng nó đến mấy dặm chẳng thấy điểm tận cùng. Tầng lá mục nát phủ trên mặt đất tỏa ra mùi ngai ngái khiến người ta muốn ngộp thở. Trên cao mây sương che kín bầu trời. Hồi Từ Ma Khôi đành mạo hiểm bám dây leo trèo lên vách đá dựng đứng. Ban đêm lại trú mình trong khe đá. Suốt một thời gian dài, cả hội đã sống trong bóng tối. Nếu lập tức để mắt tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời thì dân có khả năng sẽ bị mù. Bởi vậy bây giờ họ phải sống trong khe núi mấy ngày để làm quen dần với môi trường mới. Tuy coi như đã tìm được con đường sống, nhưng họ vẫn không biết mình đang ở nơi nào. Nghĩ đến tiền đồ khó lường trước mắt, lòng dạ ba người lại ngổn ngang những nỗi lo. Hôm ấy cuối cùng mọi người cũng trèo ra khỏi khe núi. Bầu trời xanh biếc biếc, ngọn núi tuyết phía xa xa sừng sững nguy nga, trải dài liên biên theo hình nhấp nhô lượn sóng. Giữa những dãy núi cao là dòng sông băng nằm vắt vẻo, sương mây quấn quanh, nhìn gần thấy cây cối rậm rạp, biển rừng mênh mông và ngọn núi tuyết chọc trời như hòa quyện thành một thể. Mọi người tròn mắt nhìn, lòng chất chứa bao nghi vấn. Đồng lông còn gần người ngạc nhiên thì bỗng đầu một con gấu đen từ trong rừng lao ra, người bết bết máu, kéo theo cả chùm phèo ruột trắng hiếu. Hai mắt lộ hung quang, nó loạng choạng đứng thẳng bằng hai chân và làm động tác như sắp vồ người. Hội Từ Ma Khôi chẳng ngờ lại có dã thú bất ngờ xuất hiện ở đây. Ai nấy giật nảy mình, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy hai tiếng pằng pằng vang lên. Còn gấu cao gần 2 mét đổ vật xuống đất, chẳng khác nào cây gỗ bị đốn ngã, nằm im bất động. Đinh Thần nhìn lại thì ra là hai tay thợ săn trong rừng, tay cầm súng săn đang đuổi theo con gấu. Một người là thanh niên cao to lực lưỡng,
Còn người kia là lão thợ săn đã có tuổi, gương mặt tiểu tụy. Hai người bọn họ đều mặc áo choàng đen, đầu đội mũ da hiêu, trước ngực đeo niệm răng và xương thú, cách ăn vận khá đặc biệt. Trước mũi súng còn lắp thêm mũi đinh ba. Khi này chính hai người thợ săn này bắn súng đã hạ gục con gấu từ phía sau. Xem ra họ đã đuổi theo con gấu một mạch đến tận đây. Từ Mạc Hồi bước lại gần, định đánh tiếng hỏi thăm xem đây rốt cuộc là nơi nào. Ai ngờ hai người thợ săn một già một trẻ vừa nhìn thấy hội Từ Mạc Hồi liền hét lên thất thanh rồi quay đầu bỏ chạy. Hai ngọng cuống quýt gọi lại: "Ấy ấy ấy ấy, các bác đừng sợ, quân hoàng gia không giết người cướp của, quân hoàng gia chỉ đến xây dựng nhà nước lý tưởng thôi." Hai người thợ săn nghe thấy tiếng la hét thì dần bước chậm lại rồi dừng hẳn. Tài vẫn lầm lầm khẩu súng săn, họ quay đầu lại ngơ ngác nhìn ngó. Từ Mạc Hồi nghĩ thầm, xuân mấy tháng dòng lăn lộn dưới lòng đất, chàng lúc này quần áo của cả hội đều xộc xệch, bộ dạng nhếch nhác thảm hại, nên có lẽ hai người họ tưởng bọn ta là người rừng. Khi nay nghe Hải Ngọng hét lên, họ mới biết mình nhầm. Có điều hai tay thợ săn đó đã bám đuổi theo gấu thì chắc thân thủ và đảm khí không phải loại thường. Vậy sao vừa nhìn thấy người rừng đã vội bỏ chạy? Chẳng lẽ trên người bọn ta có điểm gì quái lạ hay sao? Hết hồi 2. Hồi 3. Vị trí. Hai người thợ săn mặc áo choàng đen, một già một trẻ, sững sờ nhìn hội Tư Ba Khôi, cứ như vừa phát hiện thấy vật thể lạ. Họ lò dò bước lại gần một cách cẩn trọng, vừa đi vừa thầm xét đoán hội Tư Ba Khôi, miệng không ngừng lẩm nhẩm tụng niệm câu kinh gì đó. Từ Mạc Hồi bị họ nhìn chăm chú quá, cũng thấy lạnh cả người. Anh thầm nghĩ, hai tay thợ săn này là tín đồ Phật giáo, quanh đây lại toàn núi tuyết cao sừng sững, không hiểu họ là dân Tạng hay là dân Nepal nhỉ. Người thợ săn đứng tuổi cũng bập bẹ nói được vài từ phổ thông. Sau một hồi vừa nói vừa khoa tay múa chân, cuối cùng Từ Mạc Hồi cũng hiểu ra chút ít manh mối. Thì ra hai người họ đều là thợ săn người dân tộc Monpa. Còn nơi đây là một nhánh thuộc lưu vực sông Yalung Sangpo. Sông Yalung Sangpo bắt nguồn từ các bình nguyên băng Jima Yangrong gần núi Kailash ở phía bắc dãy Himalaya. Đó là con sông lớn cao nhất thế giới. Nó hình thành nên hẻm núi Yalung Sangpo, được coi là hẻm núi sâu nhất thế giới. Tuy mọi người vẫn chưa trở về được đại thần Đông Giá, nhưng cũng gần như đã đi một vòng dưới lòng đất xung quanh vành đai 30 độ vĩ bắc. Vùng đất này hơi chếch về hướng nam khu tự trị Tây Tạng, xung quanh toàn núi cao và rừng rậm. Và những năm 1950, bộ đội vẫn thường lui tới nơi đây. Hồi ấy bác thợ săn già người Monpa từng là hướng đạo cho bộ đội, nên bác mới hiểu chút tiếng Hán. Còn anh thợ săn trẻ hơn là con trai bác, lúc trước nhìn thấy hội Từ Mạc Hồi, hai cha con cứ ngỡ gặp phải ma núi. Giờ mới biết ba người họ vừa bò từ trong khe núi ra, chẳng rõ vì duyên cớ gì mà hai người thợ săn Monpa lại kinh ngạc dường ấy. Thậm chí họ còn tỏ thái độ sợ sệt, kính cẩn, rồi đưa hội Từ Mạc Hồi về nhà. Các hộ dân ở đây vẫn giữ phương thức sinh hoạt nguyên thủy là canh nông và săn bắn. Nhà bác thợ săn này còn có một cô con gái. Họ đựng rượu ngô và thịt nai trong chậu đồng, rồi bắc lên bếp hầm nhừ. Bác thợ săn mời ba người hội Từ Mạc Hồi ngồi quanh bếp lửa, không ngừng rót rượu, tiếp thức ăn cho ba người. Từ Mạc Hồi lấy làm lạ, nghĩ bụng: mình từng nghe nói thợ săn trong núi rất nhiệt tình, hiếu khách, chưa chỉ được nghe chứ chưa từng được gặp. Nay gặp rồi đúng là phục sát đất luôn. Họ khoản đãi người không quen biết thật thịnh tình. Thôi thì nhập gia tùy tục, mình cũng chẳng khách sáo làm gì. Nghĩ vậy anh phồng mồm ăn đến no căng bụng mới thôi. Vậy họ giờ đây, loại rượu ngô bình dân trở nên tuyệt diệu, chẳng khác gì nước cam lộ. Bác thợ săn người dân tộc Monpa chỉ nói được rất ít tiếng Hán. Nói mãi Từ Mạc Hồi mới hiểu được một đôi câu, nhưng chỉ cần nắm rõ phần cơ bản là có thể lý giải được nội dung đối phương muốn biểu đạt. Qua trao đổi, anh được biết lưu vực sông Yalung Sangpo trải qua rất nhiều khe núi, xung quanh đây toàn núi tuyết, sông băng và rừng rậm nguyên sinh. Khe núi mà hội Từ Mạc Hồi vừa mới trèo ra đã xuất hiện ở đây từ thuở sơ khai lập địa. Nghe nói bên trong là lãnh địa bí mật của thần linh
chỉ những bậc hiền đức thấm nhuần pháp thời luân kim cang và tu hành 10 kiếp thì mới có cơ duyên ra vào vùng đất thánh ấy. Cũng bởi lý do đó, họ mới có thái độ cung kính như thế với Tư Ma Khôi. Họ còn gọi hội Tư Ma Khôi là Hán Ta Si. Thậm chí họ chẳng bao giờ định hỏi xem rốt cuộc ba người từ đâu đến. Chú thích: nước cam lồ, một loại nước bất tử xuất hiện trong thần thoại Ấn Độ. Pháp thời Luân Kim Cang là một loại pháp tu thuộc bộ tối thượng du giả của phái Mật Tông Tây Tạng. Hán Ta Si theo tiếng Tạng nghĩa là người Hán mang lại may mắn. Hết chú thích. Từ Mạc Hồi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của người thợ săn giả. Anh mong mấy thỏi fluorit có thể dùng để chiếu sáng mà lúc trước nhặt được ở dưới lòng đất đem ra tặng bác ta, đồng thời mang số còn lại đổi lấy 3 bộ quần áo và giày mũ. Giao thông ở khu vực núi cao hẻm sâu này gặp nhiều trở ngại. Phần lớn áo mũ đều được làm từ da thú nên nhất thời không gom đủ bộ. May mà fluorit là loại khoáng quạng quý hiếm nên mới đổi được mấy bộ ở những nhà thợ săn khác. Hồi Tư Ma Khôi ở dưới lòng đất suốt mấy tháng trời, tuy sau khi ăn nấm vân chi thì khí huyết trong người cũng được bổ sung đáng kể, nhưng môi trường dưới lòng đất vô cùng khắc nghiệt, lúc oi bức ẩm ướt, khi âm u lạnh giá, thêm vào đó lại thiếu thốn thuốc men lương thực nên khắp người bò lồm ngồm toàn đỉa vắt và cháy rận. Sau lưng và dưới chân bị eczema từng mảng lớn, các vết thương đều lở loét và tấy mủ, máu mủ và quần áo dính vào nhau. Lúc lột quần áo ra, cả mảng da lớn cũng rách toác theo, bởi vậy cả hội chẳng thể gỡ bỏ nổi quần áo. Bà thợ săn người Monpa thấy vậy liền bảo cô con gái đắp thuốc chữa trị cho hội Tư Ma Khôi. Họ điều trị suốt mười mấy ngày, vết thương mới lành miệng. Ba người vô cùng biết ơn bác thợ săn giả. Đúng lúc định cáo từ ra đi thì bác thợ săn lại xua tay, lắc đầu bảo: các cậu không thể ra khỏi đây được đâu. Tư Ma Khôi rất đỗi kinh ngạc. Anh hỏi kỹ mới biết bây giờ là mùa đông của núi. Vì muốn vượt núi, buộc phải đi qua mấy con sông băng và vùng dễ xảy ra lở đất. Dòng đường toàn núi sâu rừng rậm, vách đá treo leo dựng đứng, và lại cũng không thuận đường. Nếu muốn đi, phải đợi sau khi sang xuân mới được. Hội Tư Ma Khôi đành kiên nhẫn chờ đợi. Họ ở lại căn nhà gỗ của người thợ săn để dưỡng thương. Đôi lúc rảnh rang, họ còn lang thang đến các khe núi gần đó để đi săn với dân bản địa. Tuy điều kiện sống giản dị, nhưng với họ, đó là những chuỗi ngày bình yên nhất trong cuộc đời mình. Cả thân thể và tinh thần đều dần dần phục hồi trở lại. Tối hôm đó, nghe tiếng nước chảy ầm ầm của dòng sông Gia Lung Sang Po từ xa vọng lại, Cao Tư Dương hỏi Tư Ma Khôi và Hải Ngọng xem hai người định đi đâu sau khi ra khỏi núi. Tư Ma Khôi thấy đây luôn là vấn đề khiến anh đau đầu nhất. Bản thân anh và Hải Ngọng thì chẳng có gì đáng bàn, nhưng Cao Tư Dương vốn thuộc về quân đoàn 302. Cô được cử đến lâm trường Đại Thần Đông Giá nhận lệnh cùng nhị học sinh và cậu dân binh Hồ Tử cùng đến tháp canh trên ngọn núi chính để sửa chữa cỗ máy điện đàm chuyên dùng để cấp báo cho công tác phòng cháy chữa cháy. Lúc ấy vì bất đắc dĩ nên cô mới phải gia nhập đội khảo cổ thâm nhập lòng đất. Tuy giờ đây cô đã sống sót quay trở về, nhưng hai thành viên còn lại của tổ thông tin thì lại tử nạn. Có lẽ giờ đây, trong hồ sơ của lâm trường, vụ án Cao Tư Dương đã sớm khép lại bằng hai chữ chú thích mất tích. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn là bộ đội xuất thân từ quân ngũ, nên khi trở về, bắt buộc phải giải thích cặn kẽ mọi việc với lãnh đạo. Để lúc đó, nếu phải giải thích vì sao lại mất tích lâu như thế, suốt thời gian đó, cô đã làm gì và đi những đâu, thì thực không phải chuyện dễ. Còn nếu bảo cô bị lạc đường trong rừng rậm Đại Thần Đông Giá, thì tại sao đột nhiên xuất hiện trở lại sau nửa năm bật vô âm tín? Đặc biệt là vấn đề làm sao chứng minh được những điều cô nói xảy ra trong suốt thời gian qua là sự thật. Nếu hai thành viên còn lại của tổ thông tin đều đã chết, thì thi thể của họ giờ ở đâu? Việc nói tròn trịa tất cả những nghi vấn trên lại không phải sở trường của Cao Tư Dương. Cao Tư Dương cũng nhiều lần vắt tay lên trán trăn trở về chuyện này, nhưng giờ sắp phải đối mặt với nó mà cô vẫn chưa nghĩ ra được cách nào. Lo lắng quá khiến nước mắt cô bất giác rơi xuống má từ lúc nào. Tư Ma Khôi bảo Cao Tư Dương, việc anh dặn cô đừng nhắc gì đến chuyện đội khảo cổ tuyệt đối không phải xuất phát từ ý định cá nhân ích kỷ.
cả hội chẳng làm gì có lỗi với đất nước, với nhân dân mà cần giấu giếm. Có điều chuyện này can hệ quá sâu đến nhiều người. Hơn nữa bây giờ Trinh Anh cũng chẳng rõ các thành viên của tổ chức Nấm Màu Xanh còn nằm vùng ở những đâu nữa. Là bị chúng phát hiện đội khảo cổ vẫn còn người sống sót thì mấy cái mạng này cũng khó bảo toàn. Bởi vậy từ nay về sau mọi người buộc phải mai danh ẩn tích. Có chuyện gì ít ra cũng phải đợi đến khi trời yên bể lặng, sóng gió qua đi, hoặc khi xác định chắc chắn tuyệt đối an toàn mới xét sau. Cao Tử Dương cũng hiểu mức độ nguy hiểm của chuyện này. Có điều cô không muốn ở lại trong núi. Cô quẹt nước mắt hạ quyết tâm, rồi nói với Tư Ma Khôi: "Tổ nhất trước đây anh từng nói, giải được ẩn số Nấm Màu Xanh không có nghĩa là kết thúc mọi chuyện. Thậm chí không phải sự bắt đầu của kết thúc, mà cùng lắm chỉ là kết thúc của một khởi đầu mới." Tư Ma Khôi thấy không ổn, anh ậm ừ: Hình như tôi có nói như vậy." "Thế thì sao?" Cả Tư Dương nói: "Tốt, thế thì từ giờ trở đi, các anh đi đâu tôi sẽ theo đấy, cho đến khi nào mọi chuyện hoàn toàn kết thúc mới thôi." Tư Ma Khôi và Hải Ngọng đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: anh em ta còn chẳng biết đi đâu nữa là. Bây giờ đang là thời kỳ nhà nước bao cấp, nếu không có hộ khẩu hoặc thân thế thì có đi đâu cũng chẳng thể kiếm nổi miếng cơm. Ngay cả sống trên mảnh đất quê cha đất tổ cũng không trốn dung thân. Nếu muốn sống sót, ngoài trừ lần trốn ở núi rừng Tây Tạng ra, thì ba người buộc phải tìm nơi nào đó kiếm cơm. Nhưng đi đâu bây giờ? Huống hồ trên người chẳng còn xu dính túi, muốn nhờ vả, dựa dẫm vào bạn bè thân thích cũng không xong. Giờ họ mới thấu thế nào là trời đất tuy rộng lớn, nhưng chẳng chỗ nào dành cho ta. Cuối cùng thực không biết phải làm sao. Sau khi mở cửa núi, Tư Ma Khôi đành nhờ anh con trai của bác thợ săn dẫn cả hội băng núi, vượt mấy chục dặm đường đến huyện thành, mang khoáng thạch lấy về từ lòng đất và đồ ra đổi thành tiền làm lộ phí đi đường. Ngày hôm sau, họ lên tàu trở về Trường Sa, tạm thời dừng chân ở Hắc Ốc để tiếp tục ăn cơm đường sắt, lánh mặt một thời gian. Bây giờ làm ăn khó khăn, Tư Ma Khôi thấy nếu không có thân thế thì không thể tính kế lâu dài, mà chủ yếu là anh không đành lòng để Cao Tư Dương đi theo chịu khổ cùng mình. Anh biết lão Lưu Hoại Thủy của đội khảo cổ là người có quan hệ rộng rãi, nên anh đành dắt Hải Ngọng cùng Cao Tư Dương đến Bắc Kinh. Bây giờ đang lúc giữa hạ, thời tiết nắng nóng cực điểm, để tránh tay mắt thiên hạ, Tư Ma Khôi phải đi một mình đến nhà lão Lưu Hoại Thủy trước. Anh mang theo thanh kiếm cổ thời Sở tặng cho lão, đồng thời nói rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, mong lão giúp đỡ tìm cách tháo gỡ. Lão Lưu Hoại Thủy nghe tin thắng Hương Lân, chẳng may nằm lại mãi mãi dưới lòng đất sâu, lão ngậm ngùi suốt hồi lâu rồi đồng ý nhận lời giúp đỡ. Nhưng lão cũng nói, trước thời thế này mà muốn an cư lập nghiệp, kiếm miếng cơm quả thật không hề dễ dàng. Sau đó lão quay sang hỏi Tư Ma Khôi: "Bà lão già là chân truyền kim điển trong đạo tướng vật, cũng có pháp tướng kiếm, lão già thử chiêu cố nhìn xem thanh kiếm này có lai lịch thế nào." Tư Ma Khôi biết tướng của vạn vật trên đời, trong thuật tướng vật đúng là có đề cập đến tướng kiếm. Thời Xuân Thu Chiến Quốc có một người tên là Tiết Trùng, sinh thời đọc rất nhiều kiếm phổ, thông hiểu mọi loại kiếm trên đời. Ông ta xem tướng kiếm chẳng khác gì người ta xem tướng số, bất kể thanh kiếm nào vào tay ông ta cũng đều xem rất kỹ càng, rồi nói thanh kiếm đó mang vật tốt hay vật hung. Vì như ông ta vừa nhìn thanh ngư trường kiếm đã biết thanh kiếm này không thuận đạo lý, là hung khí khiến quan giết vua, con giết cha. Chỉ có điều bí mật cổ này đã thất truyền từ lâu. Lão Lưu Hoại Thủy làm nghề đánh trống con, làm gì hiểu được mấy cái chuyện này. Chẳng qua chỉ vì lão không rõ thanh kiếm thời Sở này có điểm gì đáng đồng tiền bát gạo, nếu mới nhờ Tư Ma Khôi giảng giải mà thôi. Tư Ma Khôi nhận ra ngay ý tứ của lão, nên đương nhiên anh chỉ nói điểm tốt của nó. Anh khua môi mua mép rằng đây là bảo vật trân quốc của nhà Sở, bị vùi dưới lòng đất hơn 2.000 năm chưa từng khai quật, ngay cả núi vàng cũng chẳng thể đổi được vật này. Lão Lưu Hoại Thủy vừa nghe là biết tổng ý đồ của Tư Ma Khôi. Lão nói thanh kiếm này không thấy nhắc đến trong các thư tịch cổ, cũng chẳng bao giờ nghe nói đến lai lịch của nó, nên dẫu có là đồ cổ lưu lạc đến nay thì cũng chẳng đáng mấy tiền.
huống hồ nhìn sắc kiếm cũng không được đẹp mắt cho lắm. Từ Ma Khôi bực mình nhíu mày, anh thẳng thừng nói, cứ theo lời của mấy tay đánh trống con nhà lão thì dưới vòm trời này chẳng có thứ gì đáng tiền. Giờ tôi có bê cả tiền môn đặt trước mặt lão thì lão cũng nói đó chỉ là ngôi nhà làm bằng giấy. Lão thích thì lấy, còn như không thích thì để tôi mang về cho rồi. Lão Lưu Hoài Thủy vội vàng cười cầu hòa. Đừng, xin lão gia chớ trách. Nếu tôi biết nói tốt thì đã chẳng thể kiếm cơm bằng cái nghề đánh trống con. Biết làm sao đây, đây là ngón nghề tổ tiên truyền lại mà. Nói xong, lão cất thanh kiếm cổ thời sở xuống gầm giường. Sau đó, lúng túng một hồi, lão mới nói, thực ra việc Tư Mã Khôi nhờ, bản thân lão không thể giúp nổi. Trong xã hội cũ, nghề đánh trống con làm lớn tới đâu thì cũng chỉ mở được cái sạp là cùng, chứ nào có bản lĩnh gì cao cường. Lão không thể giúp hội Tư Mã Khôi gia nhập đội khảo cổ giống như giáo sư Tống Tuyển Đông được. Tuy lão không thể giúp, nhưng có người lại có thể giúp. Lão chỉ dắt mối cho thôi. Còn việc thành hay bại thì còn phải xem Tư Mã Khôi nói năng với người ta như thế nào đã. Ngày hôm sau, theo chỉ điểm của Lưu Hoài Thủy, hội Tư Mã Khôi tìm đến nhà hóa thân ở ngoại thành. Đây là cách gọi tránh húy kỵ của nhân gian. Thực tế đó chính là nơi hỏa táng người chết. Tất cả người chết ở phía đông thành đều được đưa đến đây. Khu này vô cùng hoang vắng, cỏ dại mọc cao quá nửa người. Khi cả hội tìm đến nơi thì sắc trời đã bảng lặng. Tối đó thời tiết oi bức, không mưa, mây đen bùa vây bốn phía, bầu không tịnh vắng bóng sao, cũng chẳng có lấy một làn gió. Tứ bề tối thui, tiếng ếch và côn trùng kêu khiến người ta nổi da gà. Xung quanh hoàn toàn quạnh quẽ, chỉ có người canh sát đang gác đêm trong phòng để thi thể. Hải Ngọc Công thấy hơi giận giận, anh vừa đi vừa hỏi Tư Mã Khôi, chẳng nghe cái tay họ Nhiêu kia nhờ chúng ta hay sao mà dù chúng ta đi tìm gã canh sát làm thời vụ ở nhà hỏa táng? Mà cậu cũng tin là thật chứ, nhúc trường cậu đang nghi nắm cơ mà. Hết hồi thứ ba. Hồi thứ tư, ông trùm. Thì ra người canh phòng hóa thân tên là Lý Cóc, thường ngày lão gác đêm trong nhà hỏa táng, nhưng đây chỉ là công việc làm thêm. Thực ra lão là ông trùm của cả tứ kiều thành này. Tất cả các việc lặt vặt mà các quan bên trên không quản, ví như thó tiền, cắt tóc, đánh trống con, đồng nát thì đều do lão cai quản. Tứ kiều thành ám chỉ Bắc Kinh, trong đó tứ là chỉ bốn phía tường thành vây quanh gồm đông, tây, nam, bắc. Còn kiều là chỉ chín cửa thành gồm cửa chính dương, cửa tuyên vũ, cửa phụ thành, cửa tây trực, cửa đức thắng, cửa an định, cửa đông trực, cửa triều dương và cửa sùng văn. Thời xưa những kẻ như vậy được gọi là trưởng môn cái bang. Những kẻ này được ăn hai mang, cả công lẫn tư. Ngài nói năm xưa Lý Cóc từng cứu mạng một viên quan cao cấp, mà người ta thường nói quan hệ chính là bát cơm. Thêm vào đó, năng lực hoạt động xã hội của lão cũng khá mạnh, các mối quan hệ cơ thế đan xen keo kết với nhau. Có điều Lý Cóc rất ít khi lộ mặt ra ngoài xử lý mọi việc, nên chẳng mấy ai gặp được lão. Lão Lưu Hoài Thủy xui hội Tư Mã Khôi đến bái kiến ông trùm, chỉ cần Lý Cóc gật đầu một cái thì muốn tìm nơi nào làm ăn đều chẳng thành vấn đề. Trước đây Tư Mã Khôi từng nghe danh Lý Cóc, chẳng ngờ đến giờ là vẫn còn sống. Thế là anh liền dẫn Hải Ngọng và Cao Tư Dương đến bái kiến. Đừng thấy trong xã hội đặt ra bao nhiêu quy định mà cho là quá ngặt nghèo, thực ra người xưa đã có câu: đi đường công không được sai bằng cái kiến, đi đường tư sai bằng con ngựa vẫn cứ thông. Nếu anh không có cửa, không có quan hệ thì cứ thế mà thực hiện theo đúng những quy định cứng nhắc kia, không được phép sai một ly một lai. Nhưng để hút tìm đúng cửa thì chẳng chuyện gì là không hanh thông. Bốn phía khu hỏa táng đều có tường rào bao quanh. Bên trong có hai tòa nhà, một tòa ở phía trước, một tòa ở phía sau. Tòa nhà phía trước có hai tầng, tòa nhà phía sau có ba tầng. Bảo vệ ngồi gác ở tầng một tòa nhà phía trước. Tư Mã Khôi gọi cửa, vừa nhìn thấy một lão già người thấp lùn một màu nhưng khá đô con, đầu cạo nhăn bóng, miệng rộng ngoác tận mang tai, phấn cái bụng tròn vo như trống cái, mũi cụ tỏi, mí mắt chảy xệ, miệng chẳng khác gì miệng ếch, không cần hỏi cũng biết đó là ai.
do đã làm thủ tục chào hỏi từ trước nên gã Lý Cóc cũng biết ý định của ba người mới đến. Lão dẫn ba người vào phòng, dọc hành lang đặt mấy cỗ quan tài đựng xác người. Trong phòng tĩnh lặng đến lạ kỳ, ở đó chỉ kê một cái giường và hai chiếc ghế dài. Trên bàn có bát gan xào và một túi thịt dê khá lớn, còn cả nửa bình rượu trắng. Lý Cóc cười hì hì hỏi: thế nào ba vị, làm một tí chứ hả? Từ Mạc Hồi và Hải Ngọng chạy lông nhông suốt nửa ngày trời, bụng đang rỗng tuếch, nghe lão mời cũng thấy lạ. Ai chả, lão già này cũng hiểu phép tắc đấy chứ. Thế là hai người chẳng khách sáo gì, ngồi ngay xuống ghế, bồng miếng thịt nhét vào miệng. Chỉ riêng Cao Tư Dương sau khi bước chân vào tòa nhà, cô thấy toàn thân không thoải mái, càng chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống. Nhớ đến thì đã đến rồi, không thể quay ngoắt đi luôn được, cực chẳng đã, cô phải ngồi xuống theo hội Tư Ma Khôi. Lê Cong chỉ mải uống rượu, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng nói năng gì nữa, trông nét mặt rất ư lạnh lùng. Từ Ma Khôi đành phải khơi mào trước, anh cất tiếng: từ lâu đang nghe đại danh về ông trùm khét tiếng, rằng tiên sinh là bậc cao nhân, bản lĩnh cao cường, trọng nghĩa khinh tài, giao tiếp rộng rãi, tâm lòng quảng đại, chỗ nào trên quả đất cũng là địa bàn của tiên sinh, đúng là một người dẫn cả ngàn người theo sau đấy ạ. Lê Cong nghe đến đây thì đột nhiên há ngoác miệng cười khan mấy tiếng rồi bảo: cái gì mà trùm với cả không trùm, chẳng qua là việc trời trời làm, việc người người làm mà thôi. Chúng ta đừng phí lời sáo rỗng với nhau nữa. Bạn bè bốn bề đến tìm tôi, nếu có tài nghệ thì cứ thử luận ra môn xem thế nào. Từ Mạc Hồi vừa nghe đã hiểu ý của đối phương, đại khai lao ta muốn bảo: cậu đừng định nó tôi làm gì, đã nói đến mắt đáy biển giang hồ thì cứ luận xuất thân ra môn trước đã, xem rốt cuộc cậu có tài nghệ gì kiếm được bát cơm đây. Ý tứ mấy lời này không sâu xa lắm nên Hải Ngọng loáng thoáng hiểu. Nó đến tài nghệ thì anh cũng có vài tài nghệ đáng mang ra để khoe khoang, nên đang định ba hoa một phen cho đối phương mở rộng tầm mắt. Từ Mạc Hồi biết không thể làm vậy, anh vốn là người xuất thân từ giới lục lâm cũ, giỏi tuyệt kỹ bò cạp đào đầu leo tường, đồng thời là chân truyền kim điển, cũng được đọc cổ tịch biệt bảo. Không những vậy lại có kinh nghiệm chiến đấu trong quân đội. Trên đời này có chuyện gì anh còn chưa biết cơ chứ? Trộm nghĩ dẫu bản lĩnh của Lý Cóc có mạnh hơn nữa cũng chẳng đáng kể nếu so với anh. Nhưng kẻ mạnh còn có người mạnh hơn, nếu định lấy bản lĩnh đè người thì hỏi rằng cuối cùng ai sẽ đắc tội với ai. Cứ vậy thì dưới vòm trời này đi tới đâu cũng chỉ thấy toàn là địch thủ. Huống hồ bây giờ mình còn có việc phải nhờ vả người ta, bởi vậy lúc này không được phép ba hoa thể hiện. Như vậy anh chỉ nói qua quýt cho xong phần báo danh, sau đó đề cập thẳng vào vấn đề chính là định nhờ Lý Cóc tìm cửa để ba người hội anh có thể thay đổi lý lịch, hòng kiếm miếng cơm ăn manh áo. Lý Cóc gật đầu bảo: cậu đã nói rõ như thế thì chắc cũng hiểu hết luật lệ rồi phỏng. Từ Mạc Hồi đã có chuẩn bị từ trước nên đáp luôn: đương nhiên rồi, chúng tôi nào dám tay không đến đây gõ cửa làm phiền. Nói xong anh liếc mắt ra hiệu cho Hải Ngọng. Hải Ngọng và Tư Ma Khôi thường ngày vẫn kẻ tung người hứng như vậy nên rất hiểu ý nhau. Hải Ngọng vội móc trong túi ra một hộp giấy, cẩn thận bày lên mặt bàn rồi nói: chẳng giấu gì tiên sinh, anh em chúng tôi chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều sinh ra đã bại ra nên cuộc sống qua ngày rất vất vả. Từ trước tới giờ sống ngày nào biết ngày đó, ăn bữa nào biết bữa đó, kiếm được một đồng thì tiêu hai đồng, nên tay nải cứ nhẹ tênh tênh, thật xấu hổ lắm thay. Hôm nay chúng tôi đến đây định nhờ tiên sinh giúp đỡ mà trong tay lại chẳng có gì đáng giá. Trộm nghĩ tiên sinh đây chắc đã quen tiêu xài tiền to, nhìn đâu chúng tôi có mang bạc năm vàng mười ra bày trước mặt thì chưa chắc tiên sinh đã thèm ngó ngàng đến. Chúng tôi bàn đi chính lại, không biết mang gì đến cho tiên sinh mới là thỏa đáng. Cổ nhân nói thế nào nhỉ? Nghèo không rời quẻ bói, giàu không rời nồi thuốc. Chúng tôi thấy nhân vật có tiếng tăm giống như tiên sinh đây, trong tay chẳng bao giờ thiếu tiền, chắc chắn không phải mệnh bói toán. Còn cơ thể xương cốt tiên sinh, nó mà cũng chẳng có vẻ gì cần đến thuốc thang. Vấn đề là phàm con người thì đều phải ăn ngũ cốc mới sống được,
nên khó tránh khỏi nhân lúc nhức đầu sổ mũi. Ông tổ nhà chúng tôi lại đúng nhà thái y làm việc trong cung, truyền khám bệnh cho hoàng thượng. Trực nhục và cưỡi hạc quy tiên, ngài để lại cho con cháu một hộp cửu chuyển hoàn hồn đơn. Có câu ngoại khoa ngán ghẻ, nội khoa ngán hen, nghĩa là bệnh ngoại khoa khó chữa nhất chính là các loại viêm da, ghẻ nhở hắc nhào. Còn bệnh nội khoa khó chữa nhất chính là hen suyễn, khó thở. Đó mới là hai loại bệnh nan y, tức là ngưỡng chuyển. Vẫn còn là những thất chuyển nữa mới thành kiểu chuyển đó à? Thuốc của ông tổ nhà chúng tôi có thể chữa được ngũ nào thất thương, tức là năm loại nào, bảy loại tổn thương cho tất cả các đối tượng già trẻ gái trai, chưa khỏi chứng viêm họng khó thở và thời kỳ trước xuân sau thu. Ngay cả người đã chết uống vào cũng có thể lập tức đánh ngay phát nhắm. Tiên sinh bảo không tin trên đời tồn tại loại thuốc tiên này sao? Đừng nói tiên sinh không tin, nếu đổi ngược lại là tôi thì tôi cũng không tin. Nhưng thật sự phải nói với tiên sinh, cổ nhân bảo rằng thảo dược đánh bại danh y, thuốc dân gian chữa khỏi bệnh nan y. Cái này gọi là trên đời chẳng hiếm chuyện lạ. Nhưng tiên sinh là người có con mắt nhìn hàng thì lập tức sẽ biết viên thuốc của chúng tôi được làm bằng các dược liệu quý hiếm như dết, bọ cạp, hoa kim ngân, đuôi dương quy, xác ve sầu, tằm đông cứng, bột phấn thiên hoa, rồi nấu thành một nồi canh độc. Cổ nhân lại nói thế nào ấy nhỉ? Uống 10 thang thuốc không cần động một mũi kim châm. Lại có câu cắm một mũi kim châm hơn cả 10 thang thuốc. Thế mà viên kiểu triển hoàn hồn đơn gia truyền nhà chúng tôi uống một viên còn công dụng hơn cả 10 mũi kim châm. Tiên sinh xem nó thần diệu đến ngần nào. Hôm nay chúng tôi biêu nó cho tiên sinh để tỏ lòng hiếu kính. Tiên sinh nhất định phải cất nó thật cẩn thận. Thuốc gia truyền nhà chúng tôi không sợ để lâu, để càng lâu tác dụng lại càng linh nghiệm. Nếu không thì sao có thể dám xưng danh là thuốc bí truyền cơ chứ? Tiên sinh đừng thấy viên thuốc nhỏ mà nghĩ rằng công dụng chữa bệnh của nó kém. Loại thuốc này rán chuột đều không dám gặm nhấm, bảo quản trong nhà bao lâu chất lượng vẫn không suy suyển, cách vài năm mới nôi ra uống tiếp cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng trời ban cho tiên sinh sức khỏe hơn người, không cần uống thuốc cũng không hề gì. Tiên sinh cứ cất đi, dành tặng bạn bè, người thân. Nếu tiện thì tiên sinh dì tay cho mọi người mua dùm, để anh em chúng tôi kiếm chút tiếng tăm. Cái này gọi là tiếng không truyền, lợi không đến. Nhỏ không truyền, lớn không đến. Không truyền được tiếng tăm thì chớ mong phát tài. Mai này chúng tôi có đi đâu cũng chẳng bao giờ quên dành phần đọc cho tiên sinh đâu ạ. Lý Cóc ngồi bên cạnh nghe, sắc mặt càng lúc càng xa sầm, cuối cùng lao quát. Đây toàn là mấy lời khua môi múa mép của bọn bán thuốc dạo giang hồ. Các cậu dám đem nó ra để giỡn mặt ta đây hả? Từ Mạc Hồi cô biết Lý Cóc là tay giang hồ lõi đời. Anh đương nhiên chẳng dám mang mấy lời này ra che mắt lão. Anh chỉ định bảo Hải Ngọng thăm dò lão một phen, sau đó mới đến lượt mình trổ tài ăn nói. Nào ngờ Lý Cóc xua tay ra hiệu không cần nhiều lời. Lão bảo cứ làm theo luật cũ, tôi giúp anh một việc thì anh phải làm một việc khác để giúp lại tôi. Lông lão nói, Từ Mạc Hồi thêm một con ngài xà xuống đậu bên tai lão. Lão liền thẹt cái lưỡi trong mồm, chíu một cái đã liếm được con ngài và đưa vào miệng, nhai rau ráu rồi tớp thêm ngụm rượu. Tất cả động tác trên chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thêm vào đó, ngọn đèn treo trong phòng tối mờ khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Từ Mạc Hồi lạnh người, anh thầm nghĩ, lời người thường sao giải thế được? Chẳng rõ gã Lý Cóc này luyện được môn công phu gì, đúng là khác người. Không hiểu lão muốn bọn ta làm việc gì giúp lão đây. Nghĩ vậy, anh liền hỏi thẳng Lý Cóc. Kiểu ông trùm như Lý Cóc bắt đầu xuất hiện từ giữa hai triều đại Minh Thanh. Trước đây người ta thường gọi những người này là trưởng môn cái bang. Chúng kéo bè kết đảng, lấy hiệu là Lý Gia Môn. Thực ra ăn mày trên phố không phải tất cả đều là những người cùng khổ thiếu cơm ăn áo mặc, đâm đầu vào tuyệt lộ. Loại ăn mày rời bỏ quê hương bản quán, đói khát, nhào nhóc kéo con cái đi ăn mày nơi đầu đường xó chợ chỉ là nạn dân. Còn phần lớn ăn mày chuyên nghiệp đều có hội nhóm riêng cả. Ban ngày, chúng kéo nhau vào thành giúp các thương nhân móc lò,
đổ nước, rồi sau đó có khi chúng được chủ quán cho phép xách cả thùng cơm thừa về. Gặp phải ngày lễ ngày Tết, đám hiếu đám hỉ, bọn chúng trâu đến trước cửa cùng người ta ca hát hoặc than thay khóc mướn cho xôm tụ. Thế là có thể xin được cơm nóng rượu ngon và cả chút tiền thưởng. Thường ngày bọn chúng trộm gà bắt chó, kiếm ít tiền đổi lấy thuốc phiện và thuốc lá. Tôi đến chúng tụ tập trong hang ổ, ăn thức ăn thừa, bếp lửa cháy rừng rực. Ngay cả những ngày tháng chạp, rét mướt cũng chẳng bao giờ bị lạnh. Lúc ấy, mỗi người bọn chúng lại châm ngọn đèn con, lấy nhà phiến ra hít, rồi nhà khói phì phèo. Hai con mắt lim dim phê thuốc. Cái nghề này trời không coi, đất không quản, vương pháp cũng nhắm mắt bỏ qua. Nhưng ngày tháng của chúng qua đi vô cùng tự do tự tại. Bởi vậy người ta mới bảo, 3 năm ăn mày còn hơn làm thầy quan huyện. Kiểu ăn mày này cũng chia thành các bang hội khác nhau, nhưng đều bái hoàng đế khai quốc triều Minh, Trung Nguyên Chương làm sư tổ. Mỗi bang phái lại có gia môn khác nhau. Phạm Gia Môn là một trong những bang hội khá lớn trong giới ăn mày. Bang hội này phát triển đến độ sau đó trở nên rất cặn bã, bẩn thỉu. Chúng có mối quan hệ vô cùng mật thiết với cả hai phái Hắc Bạch. Ngay bọn trộm vặt, kỹ nữ hay tay sai cũng muốn nương nhờ dưới bóng tùng, rồi mới ghi đến chuyện thi triển tài nghệ. Không chịu về dưới trướng trưởng môn cai bang thì chờ nghĩ đến chuyện kiếm được miếng cơm mà nhét vào mồm. Nếu ai lỡ đắc tội với các quan bên trên hoặc gây ra phiền phức đại họa thì sẽ bị phán vào tội tịch thu tài sản, giết chết cả nhà, săn bằng mồ mả chứ chẳng chơi. Nhưng nếu tìm trưởng môn đứng ra điều đình thì không chừng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa chẳng có gì. Các quan bên trên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Tất cả những ai nhận được sự chiếu cố của trưởng môn thì coi như đang nợ trưởng môn một món. Có thể nhất thời ông ta chưa nghĩ ra nên lấy cái gì của anh, nhưng sớm muộn gì anh cũng phải trả đầy đủ cho trưởng môn. Lúc trả bằng người, lúc trả bằng sức, đôi khi còn phải trả bằng mạng sống của chính mình. Nếu anh muốn trốn nợ cũng không xong, bởi sẽ có người liên tục đến làm phiền anh. Trưởng môn sẽ dùng khả năng hoạt động xã hội của anh để đi giúp đỡ người khác. Cũng nhờ thế, địa bàn của ông ta càng lúc càng rộng lớn, càng mối quan hệ cũng kết giao càng thêm sâu sắc. Chẳng mấy chốc đã kết thành một mạng lưới bủa vây khắp xã hội. Lê Cóc chính là kẻ ăn cơm bằng cái bát ấy. Lao đồng ý giúp hội Tư Ma Khôi tìm nơi để an cư lập nghiệp, có thể nhờ người giới thiệu vào đội khảo cổ làm chân chuyên xúc đất và trở thành đồ đệ của Lao Lưu Hoài Thủy. Họ sẽ phải đến nơi xa xôi vắng vẻ làm việc, trốn giam 3 năm chắc không thành vấn đề. Để khi nào Lão nhớ ra cần dùng Từ Ma Khôi vào việc gì thì Lão đương nhiên sẽ không khách sáo. Từ Ma Khôi biết sau này Lý Cóc sẽ yêu cầu mình làm 3 việc. 3 việc ấy chắc chắn sẽ rất khó khăn. Kẻ làm ông trùm như hắn ấy mà, có bắt chó ăn cám thì chó cũng phải ăn, chứ đâu phải loại dễ bỏ qua. Có điều chuyện Lý Cóc đã hứa sẽ giúp thì Lão sẽ giúp đến nơi đến chốn. Lão đã hứa chỉ ít sẽ tạm thời sắp xếp cho 3 người có chỗ dung thân. Hồi Từ Ma Khôi cảm ơn Lý Cóc rồi cáo từ, rời khỏi khu hỏa táng mà trong lòng như nhấc được hòn đá tảng. Lúc trở về vì muốn đi tắt nên cả hội vòng ra con đường đất ở ngoài ô. Trên đường không một bóng người bộ hành, cánh đồng hoang tối om, chẳng le lói nổi một ánh đèn. Ngẩng đầu lên thì thấy mây đen che kín bầu trời, dường như đang thai nghén một cơn giông lớn. Hải Ngọng bảo Từ Ma Khôi: Trời vừa oi bức, ngột ngạt quá nhỉ. Đêm nay kiểu gì cũng mưa lớn cho mà xem. Mưa gột bớt cái nóng đi, oanh một giấc mới ngon. Từ Ma Khôi đột nhiên quay đầu lại, anh đứng giữa đường nhìn chăm chăm vào bầu không răng kín mây đen. Anh cảm thấy ở phía xa có thứ gì đó đang cố gắng xuyên qua tầng mây và từ từ tiến sát đến gần chỗ mọi người. Hết hồi thứ tư. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là chỉ còn một phần nữa thôi là sẽ kết thúc quyển Bê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Vẫn là văn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng không lệch đi đâu được, rất hay. Bất kể vấn đề nào, tác giả cũng viết rất là cặn kẽ, giải thích từng tí một về các nghề trên giang hồ. Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần cuối vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.